Xin chào mọi người đến với Maya Video Tutorial. Mình tên là Siêu. Và trong phần số 2 này mình sẽ nói tại sao cái phần mí trên và mí dưới polygon nó nên giống nhau. Đó là tại vì nó sẽ giúp cho các bạn rigging theo cái hệ thống của Macro rất là dễ. Và khi mà các bạn sử dụng hệ thống Advanced Skeleton cũng rất là dễ dàng khi mà các bạn đụng tới cái mí mắt để mình rig cái phần mí mắt thằng hệ thống tự động. Thì nếu như mà cái hệ thống tự động của mí mắt là mình sẽ có là mí trên nó chạy xuống mí dưới, rồi mí dưới sẽ chạy lên mí trên. Khi mí trên mí dưới mà nó tạm dính nhau vô nhau như thế này thì nó sẽ tạo ra cái phần trung tâm. Và cái hệ thống của Advanced Skeleton đồng thời là cái hệ thống của Macro, nói chung là hai cái là như một á. Thì khi mà mí trên và mí dưới nó di chuyển xuống và nó gặp nhau ở ngay cái đường ở giữa thì các bạn cũng có thể điều khiển được cái hình dáng của cái mí này một cách rất là dễ dàng. Rồi, tuy nhiên cái hệ thống của Macro hay cái hệ thống của Advanced Skeleton á, nó gặp một cái lỗi như sau. Vì nó sử dụng hệ thống Plane Shape, nói nôm na đó là khi mà mình sử dụng Advanced Skeleton á, hay cái cách setup đó thì nó sẽ tạo một cái đường curve bên trên này. Ok. Và đồng thời nó cũng sẽ tạo một cái đường curve bên dưới. Toàn bộ những đường curve này khi mà nó di chuyển lên di chuyển xuống, nó sẽ đồng thời di chuyển cái joints và cái join nó đồng thời sẽ di chuyển những cái vertex này trên chính cái điểm mà hồi nãy mình nói trong cái video số 1 á. Thì bây giờ các bạn chưa hình dung anh em mình cứ ghi trước đi cái đã. Thì nó sẽ làm cho cái chính cái điểm này. Rồi. Và chính cái điểm bên trên này tự động kết nối lại với nhau. Rồi. Thì thằng này nó sẽ đi xuống thằng này, 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 thằng này sẽ đi xuống thằng này. Thì cái hệ thống này thực sự rất là thông minh, tại vì các bạn sẽ không cần phải pan way nhiều lắm, các bạn cứ cho tụi nó tự động gặp nhau đi. Thì khi mà tụi nó gặp nhau ở trung điểm nào đó thì vô tình cái mí trên và mí dưới nó tạo thành một cái đường thẳng. Thì lúc đó các bạn sẽ có được cái line giữa mí trên mí dưới rất rất là đẹp luôn. Tuy nhiên vì một số bạn khi mà làm model các bạn không hiểu cái hệ thống này, các bạn không biết về rigging, các bạn cũng không biết là rigger sẽ cần như thế nào, thì thường các bạn sẽ cho cái số lượng polygon bên trên và số lượng polygon bên dưới, dù cho nó đủ cái hệ thống mà mình đã nói trong cái video số 1 là mình có đủ 9 cái edge loop đi ha. Khi các bạn làm nhiều hơn, ví dụ bên trên mình có tổng cộng là 11 đi, 11 cái edge loop mà bên dưới các bạn chỉ cho có 7, thì lúc đó cái hệ thống này nó sẽ dường như nó không làm việc được, tại vì nó không có cái số lượng polygon giống nhau thì nó không có thể nào nó kết nối các điểm lại như thế này. Thì bây giờ mình sẽ khắc phục cái điều đó với cái rigging của mình. Mình sẽ hướng dẫn trong cái video này luôn. Thì bây giờ mình nói tới cái nhược điểm của Advanced Skeleton với lại nhược điểm của cái hệ thống của Macro, đó là vì nó sử dụng Plane Shape nên khi mà nó tạo ra một cái mí như thế này, và vì đường bên trên và đường bên dưới là sử dụng hệ thống Plane Shape, có nghĩa là khi mà các bạn đã sử dụng hệ thống Plane Shape rồi là nó sẽ kết nối ngay trên cái đường ngay giữa này luôn. Và khi nó kết nối ngay trên cái đường ngay giữa này thì khi mà các bạn pan way á, cái điểm này á, và cái điểm trên này á, giả sử nó gặp nhau ngay đây, và như mình đang nói hai cái điểm này là hai điểm tách biệt, mà một khi nó đã tách biệt thì giả sử như bây giờ nó gặp nhau đi. Bây giờ giả sử là nó gặp nhau hai thằng này ha, bây giờ mình tách biệt ra cho các bạn thấy, mà giả sử là nó đang dính liền đi, thì đúng, nếu như các bạn để ở chế độ low polygon, chế độ low polygon á, là chắc chắn nó đụng nhau. Nhưng mà khi mà các bạn để ý thấy nè, nếu mà mình xoay ngang qua mình nhìn bên này tí xíu, đây giả sử như cái điểm này nè, cái vertex này với cái vertex bên dưới nó gặp nhau đi, thì nó có gặp nhau, ví dụ như mình mở trở lại và mình tạm thời mình ẩn này đi ha, giả sử nó gặp nhau chung điểm này, nhưng mà tại vì nó đang là mình mở trở lại thôi, nhưng mà giả sử mình mua cho nó mệt vậy, lại khi mà mình smooth á thì chắc chắn smooth nó, các bạn sẽ thấy. Bây giờ mình undo lại. Bây giờ ha, mình để con chỏ chuột ngay chỗ đây, hoặc là mình vẽ ngay cái điểm đó luôn, nó đang nằm chỗ này, thì giả sử khi mà mình smooth cái mesh này, các bạn thấy nó bị mất đi một cái khoảng cách nhỏ. Nếu như cái vertex bên trên này với là cái vertex bên dưới mà nó có gặp nhau đi chăng nữa, nhưng mà mình sử dụng hệ thống Plane Shape nên lúc đó khi mà các bạn smooth nhiều lúc, các bạn thấy sao cái Advanced Skeleton nó đẹp, nó làm hay quá, nó rigging rất là nhanh, nhưng mà đôi khi các bạn cho mí trên với mí dưới nó gặp nhau và cho cái mí trên với dưới này nó di chuyển lên xuống cùng một lúc á, thì các bạn thấy lâu lâu các bạn vẫn thấy cái kẽ hở giữa hai cái mí mắt của mình và nó lòi cái con mắt bên trong này ra. Thực sự là nếu như mà cái camera nó nằm ở đằng xa tuyệt vời, không sao cả, ít khi nào mà các bạn thấy lắm. Còn không là các bạn phải đưa vô Chrome, thì các bạn trong Chrome thì khi họ render như vậy họ phải tạo một cái mask hay cái gì đó, ít nhất nếu mà mình sử dụng cái camera close up để các bạn thấy được biểu cảm của nhân vật mặt mí trên mí dưới mà nó đóng lại, nó tạo một cái kẽ hở như vậy,
thì lúc đó bên cơm họ không vui đâu, tại vì họ phải mask out, phải phải làm sao để cho nó tối tối lại để không lòi cái con mắt, tại vì thông thường con mắt nó sẽ màu trắng mà, và chỉ có lòng đen hoặc là màu gì đó tùy theo cái con người của mình thôi. Thì lúc đó mình vô tình mình tạo một cái khó khăn, nếu như những cái shot là những nhân vật background thì sử dụng advanced skeleton thì nó rất là đơn giản, nhưng mà khi các bạn rig cho những nhân vật chính thì cái việc đó nó sẽ rất là khó khăn. Thì bây giờ mình sẽ lợi dụng một phần hướng dẫn của Marco để mình đi vào cái setup mà theo như mình nghĩ là những cái trường hợp mà những nhân vật chính thì mình cần phải setup bằng tay. Thì bây giờ mình sẽ đi từng phần một ha. Đầu tiên là mình sẽ chọn vô cái con mắt để mình tạo ra một cái cluster. Ok, cluster. Thì chủ yếu là để mình lấy được cái trung điểm đó thôi. Sau đó thì mình sẽ tạo ra một locator, hay là mình tạo, thôi mình sử dụng cái cluster luôn đi. Mình sẽ đặt tên cho nó là giáp cluster để mình nhớ đó. Ok, thì bây giờ á, mình sẽ tạo ra những cái joints y như là cái hệ thống setup của Marco luôn ha, là mình sẽ có join cho mí trên và join của tất cả mí dưới. Thì đại khái là mình sẽ làm như sau. Thì bây giờ mình sẽ thị phạm trước, rồi mình sẽ làm nhanh nhất có thể. Thì mình sẽ tạo ra một cái join thứ nhất, mình sẽ tạo ra một cái join thứ hai. Thì sau đó mình sẽ di chuyển, mình snap cái join này vào vị trí của cluster. Không, mình chọn cluster, mình chọn join, sau đó thì mình sẽ sử dụng rig, mình sẽ đi vô constraint point, not parent constraint, chọn cluster. Mình chọn cluster, mình chọn join số 1, sau đó mình sẽ đi vô constraint, nhưng mà mình sẽ đi vô point constraint. Thì mình sẽ bỏ đi cái maintain offset, mình bấm thì nó sẽ snap trực tiếp vô đúng luôn cái vị trí của cái cluster. Sau đó mình sẽ delete nó đi, thì mình sẽ có nó như thế này. Sau đó mình sẽ chọn cái join kế tiếp của mình, sẽ mình sẽ đẩy lùi về. Ok, sau đó thì mình sẽ chọn cái join bên trên và mình rotate sao cho cái, mình sẽ bấm mình nhìn xuyên joints. Sau đó mình sẽ rotate nó lên và mình rotate nó sao cho nó nằm ngay cái mí. Và các bạn sẽ làm tương tự như vậy cho tất cả những cái điểm này, để cho mình có một cái hệ thống join. Như Marco đã viết được một cái script khá là hay, và mình cũng sẽ tái tạo lại cái script này, và đồng thời mình cũng giải thích cái script này như thế nào luôn, coi như là phần extra nếu mà các bạn cần thiết. Còn không, các bạn trả tới để mình qua khỏi cái video này. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở cái phần script editor lên, và mình sẽ tạo một cái tab mới là cái tab Python. Rồi mình sẽ lập trình tí xíu để cho các bạn thấy ý nghĩa của cái thao tác nhanh trong Maya nó như thế nào hả. Thì bây giờ mình đầu tiên phải import cái hệ thống ngôn ngữ Python, và mình sẽ có là import Maya dot command, test command. Thì nói nôm na cái lệnh này nó sẽ nói cho là mình sẽ import cái nguyên cái hệ thống command của Maya mà với ngôn ngữ Python, như một cái tên ngắn gọn này để mình sử dụng cho khá là đơn giản. Sau đó mình sẽ đặt tên cho nó, ví dụ như là chuột mắt đi ha, chuột mắt. Sau đó mình sẽ cho nó một cái tên nào đó, thì trong trường hợp này là nãy mình đặt tên nó là cái cluster, giống như là cái trục của con mắt hồi nãy đó, thì vì nó là string nên mình phải bỏ bên đó. Coi như là mình làm ra một cái list vertex, lấy trong trường hợp này mình sẽ lấy để mình load polygon, để mình có cái mí mắt nằm ở đâu đó. Mình muốn đặt joints của mình nằm trên đây, tại mình muốn toàn bộ mí mắt ở bên trên và bên dưới sẽ gặp bên dưới ở cái đường line này ha, cái edge loop này. Rồi mình sẽ select, mình chọn hết, rồi mình muốn tất cả mọi cái điểm này mình sẽ đặt một cái join ở trên đó. Thì bây giờ mình sẽ nói, ví dụ như mình đặt cho nó một cái tên, một cái nơi để chứa hết toàn bộ vertex, thì mình sẽ đặt là vertices. Thì mình sẽ log commands dot list, thì trong đó là toàn bộ selection của mình, selection equal true. Có nghĩa là mình sẽ list hết toàn bộ những cái vertex này nó vô cái chỗ chứa này. Sau đó thì mình sẽ flatten tụi nó ra. Thì flatten có nghĩa là sao? Flatten có nghĩa là khi mà các bạn chọn hết toàn bộ những cái hệ thống này, và các bạn để ý thấy, nếu như mà mình bấm cái chữ W đi để mình di chuyển, mình chuyển nó về thành trục object, thì các bạn thấy nó xem toàn bộ cái selection của bạn như là một thằng duy nhất, nên khi mình di chuyển á là nó sẽ di chuyển nguyên cái đống selection này, chứ nó không coi từng thằng một như là một cá nhân, nhưng mà là một cá thể riêng biệt ha. Nên thành ra mình kêu là bây giờ Maya phải xem từng thằng như một cá thể riêng biệt. Rồi xong, sau đó thì mình sẽ cho, thì mỗi mỗi cái vertex trong đó, mà là mỗi cái vertex ở trong cái đống vertices của mình, thì mình sẽ tạo ra một cái command đó, select. Nhưng mà đầu tiên là mình phải clear nó, có nghĩa là lúc này là mình đã chứa hết toàn bộ cái vertex trong này rồi, mình muốn deselect đi thì mình phải deselect đi, thì đó là clear, để mình muốn là tất cả những cái lệnh bên dưới nó sẽ không ảnh hưởng lên tụi nó, mà phải ảnh hưởng lên từng thằng một cái đã. Thì mình phải clear cái selection của mình luôn. Rồi sau khi mà mình clear cái selection của mình thì mình cần phải tạo joints.
thì mình sẽ chứa nó vào một cái tên là tạo joins, joins thôi đặt ngắn gọn vậy đi. Joins thì mình sẽ cho nó là command dot joins. Thì cái joins này là cái joins mình sẽ tạo ra cho mỗi cái vertex, thì mỗi cái vertex này mình sẽ cho nó một cái tên, mỗi cái join này mình sẽ cho một cái tên, lấy ví dụ như là mình sẽ đặt tên cho nó là gì, lid là cái eyelid của mình hay là mí mắt đó, mí mắt đi. Sau đó thì mình sẽ cho nó gán vô tên, tại vì vertex nào nó cũng sẽ có một cái tên đặc biệt của nó. Lấy ví dụ như mình đi vô đây ha, mình đi vô cái channel box thì các bạn sẽ thấy là cái CV của mình, cái vertex của mình là vertex 62, thì mình cũng muốn cái tên nó gắn vào luôn, thì mình sẽ cho nó là vertex. Ok. Mình sẽ cho nó thêm một cái con số nào đó, ngoài con số chính thì nó còn có con số phụ, thì mình sẽ hát tag nó vào. Thì cái oops. Nó phải nằm chung với lại bên kia rồi. Nó không hiểu. Thôi mình tạm thời là mình bỏ cái phần này đi để nó lấy cái vertex thôi. Thì thông thường khi mà các bạn có thêm cái hashtag như thế này á, thì tự động những con số này nó sẽ nhảy từ số 0 và nó nhảy lên là số 1. Nếu mà nó bị trùng tên, nó biết sẽ tự động thêm số vào ngay cái vị trí bên trong. Còn nếu mà các bạn để chỗ khác thì mình bỏ nó đi. Rồi thì nó sẽ là mí mắt cộng với lại tên của cái vertex, đồng thời mình sẽ cho nó là underscore để nó tách biệt nó ra một chút xíu. Rồi sau khi mình đã tạo cho từng vertex, mình sẽ muốn đặt cái có nghĩa là bao nhiêu vertex thì nó sẽ tạo ra bao bấy nhiêu đó joins. Tuy nhiên mình sẽ cần phải snap cái join vào đúng cái vị trí đó, thì mình sẽ có vị trí là position, hay mình gọi cho nó tên là vị trí đi, vị trí vertex cho các bạn dễ hiểu. Vị trí vertex thì mình sẽ sử dụng cái lệnh là lệnh xform. Thì cái lệnh xform ở trong Maya đó thì nó giống như là nó về giải thích và nó cái chức năng của nó khá là nhiều lắm. Thì cái xform đại khái là mình đang cần lấy cái thông tin vị trí của từng vertex một, thì lúc đó là mình sẽ lấy cái vertex nào, thì vertex trong từng thằng này ha, đây cho từng vertex mình sẽ lấy thằng đó, sau đó mình sẽ query nó. Query có nghĩa là đại khái là để mình lấy thông tin của nó, thì mình sẽ là query của true. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy cái word space của nó. Word space ý nói là mỗi cái vertex như vậy thì cái vị trí ở trên cái thế giới, có nghĩa là cái trục word của mình ngay chỗ này nè, thì đây là 0000 đúng không, thì đây là một unit, thì hiện tại so với lại xyz thì nó đang nằm ở đâu ở trên cái vị trí đó, ở ngoài trục word. Thì ngoài trục word là word space equal true, sau đó mình sẽ lấy cái vị trí của nó là translation, có nghĩa là nó đang nằm ở đâu, thì mình sẽ lấy là translation equal true. Rồi sau đó là mình đã lưu được vị trí của từng thằng, sau đó thì mình sẽ snap cái joins của mình vào đúng luôn ngay cái vị trí đó, thì mình sẽ lại sử dụng cái lệnh xform, command.xform. Nhưng mà lúc này thì mình sẽ không có query, có nghĩa là mình sẽ không lấy thông tin translation của nó nữa, mà mình sẽ snap cái thằng đó vào, thì là vị trí mình sẽ tạo join rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ snap cái thằng joins, có nghĩa là thằng này nè. Bây giờ mình ghi đây đi ha. Tạo joins cho từng vertex. Okay. Còn bên dưới này sẽ là lưu thông tin vị trí vertex so với trục word. Okay. Rồi bên dưới này là mình sẽ là snap joins vào từng vị trí của vertex. Ok. Sau đó thì mình sẽ là snap joins. Rồi, command xform joins, sau đó thì mình sẽ lấy là word space equal true, có nghĩa là bây giờ mình sẽ di chuyển cái join này theo cái vị trí so sánh với lại trục word của mình luôn. Sau đó mình sẽ lấy cái translation của nó. Mình viết tắt luôn đi, translation có nghĩa là cái chữ này chứ không gì hết. Okay, mình ghi luôn dưới translation equal, nhưng mà lần này thì nó không phải là equal true, mà cái translation mình đang cần là cái vị trí của vertex, mình sẽ lấy thằng đó mình paste xuống đây. Ok, thì lúc đó là nó sẽ mỗi cái join này nó sẽ lấy cái vị trí của thông tin translation của vertex, nó là sẽ snap vào trong đó. Mình ghi như thế này cho các bạn tắt cái chữ dấu bằng này đó, cho các bạn dễ nhìn thấy. Ok, sau khi mà mình đã snap cái join nó lại xong rồi mình sẽ cần tìm cái vị trí center, chính là cái vị trí của cái chồng mắt của mình, chính là thằng giáp cluster này nè. Thì bây giờ mình sẽ là lấy thông tin vị trí của chồng mắt. Ok,
Sau đó mình sẽ sử dụng cái lệnh gọi là command xform tiếp. Thì bây giờ mình sẽ xform cái thằng nào? Thì hồi nãy mình đã lưu cái thằng giáp cluster này vào cái tên này, có nghĩa là mình đang cần lấy cái tên nó vào. Mình đang cần lấy cái trục của cái con mắt đó. Thì bây giờ mình lấy cái trục con mắt đó, mình lại phải dùng cái lệnh gọi là lệnh query. Lệnh query là lấy thông tin. Thì lấy thông tin bằng cái lệnh xform thì mình sẽ là workspace tiếp. Workspace equal true, mình sẽ lấy thông tin workspace của nó. Sau đó thì translation equal true luôn. Có nghĩa là mình sẽ lấy cái vị trí của chữ C là chữ cluster để coi cái vị trí của nó ở đâu. Mình lưu thông tin đó lại. Sau đó mình lại tiếp tục tạo một cái join hoàn toàn mới. Tạo join mới cho từng vertex nhưng ở vị trí của trục mắt. Okay. Sau đó mình lại comment khoan, trước khi mà mình làm cái này mình phải make sure đó là mình phải deselect, tại vì mỗi cái thao tác như thế này là nó phải tìm vị trí vertex nó snap lại, thì mình make sure là mình phải clear nó. Comment dot select clear equal true là make sure là mình không select thằng nào hết, không mỗi lần mình tạo join đó, các bạn thấy các bạn mà select cái gì mà các bạn bấm nút tạo join là join nó không nằm ngay trung tâm mà tự động nó nằm ngay chỗ đó, nên thành ra make sure là mình phải deselect nó đi. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu mình sử dụng là join center hay là join trục mắt đi cho dễ nhớ, tại vì ở bên Marco á, thì nó dùng là center thì nó dễ nhớ cho những người học tiếng Anh, còn mình tiếng Việt mình chơi cái này đi. Comment dot joins. Rồi thì cái vertex đó sẽ tạo một join, nhưng mà cái join đó là nó sẽ nằm ở ngay cái trục mắt của mình. Thì bây giờ mình mới tạo là chứ mình chưa snap vô đó. Mình đã query được cái vị trí bên trong đó rồi, bây giờ mình sẽ snap cái join trục mắt này vào trong đó. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái lệnh mới là command.x, cũng là command xform, nhưng thay vì lần này mình sẽ là xform cái trục mắt này của mình. Cái trục mắt này của mình. Rồi sau đó thì mình sẽ là workspace equal true, có nghĩa là mình sẽ snap theo so sánh với lại trục word. Sau đó translation của mình á, translation là nó sẽ nằm ở vị trí của trục mắt. Nope, nó nằm ở vị trí mình cho nó cho một cái vị trí là vị trí xform trục mắt, vị trí trục mắt. Ok, thì mình cần phải đưa nó vào vị trí trục mắt này. Rồi có nghĩa là mỗi cái join này sau khi được tạo ra đây, join ở trục mắt thì mình tạo nó ra thì nó toàn bộ nó nằm ở cái trục word ngay chỗ này hết nè, nó nằm ở ngay trục word chỗ này hết nè. Bây giờ mình cần phải snap toàn bộ nó về đây. Rồi, có nghĩa là mình sẽ cho cái trục mắt đó tạo xong workspace translation nó sẽ đi vào vị trí của trục mắt, mà vị trí trục mắt này của mình chính là trục mắt lật giáp cluster, là sẽ snap vào đúng ở cái vị trí C đó. Ok, sau đó thì mình sẽ cần phải parent tất cả những cái vị trí trục mắt, thì bây giờ mình sẽ test thử trước đi ha. Ok, mình test từng phần trước. Mình đang có đây, mình chuyển qua vertex, mình sẽ chạy thử lệnh coi nó hoạt động hay không. Mình cần phải tạo join cho từng vertex một, sau đó thì mình sẽ lưu vị trí của từng vertex đó, sau đó mình sẽ snap, mình sẽ test cái lệnh nó chạy từ đây coi nó có hoạt động hay không. Ok, thì bây giờ nó đã tạo hết toàn bộ join cho từng vị trí rồi, nhưng mà nó chưa tạo join thằng này. Mình sẽ tạo ra một loạt đúng số lượng của cái join này luôn, nhưng mà nó nằm toàn bộ hoàn toàn nằm ngay đây, thì là mình sẽ undo lại đi chứ đã. Sau đó thì mình sẽ có là vị trí của trục mắt, có nghĩa là mình đã lấy được cái vị trí cluster đó rồi. Sau đó mình sẽ clear hết toàn bộ selection này bên ngoài này của mình luôn. Sau đó mình sẽ tạo joins, sau đó mình sẽ snap toàn bộ cái đống join nó vào đây. Mình sẽ chạy luôn một lúc luôn tới này. Thì các bạn thấy hiện tại bây giờ nó nguyên một đống join nó nằm bên dưới này, chứ nó chưa snap hoàn toàn bên kia. Tại vì sao? Mình đã tạo join mới cho từng vertex. Mình xform, trục mắt. Đúng rồi, là mình xform trục mắt. Query translation bằng vị trí trục mắt. Vị trí trục mắt ở trên này mình có viết sai chính tả hay không? Ok, vị trí trục mắt là command xform trục mắt, ở trên này là trục mắt. Trục mắt chính là thằng này. Rồi sau đó thì mình có là giáp cluster. Okay, giáp cluster chính là chỗ này. Tên giống nhau, nhưng mà tại sao nó không snap vào? Để mình kiểm tra lại cái lệnh cluster này, tại sao nó lại không snap về bên đó. Đáng lẽ là toàn bộ thằng này nó phải snap về đúng ngay cái vị trí cluster. Okay. Mình undo lại cái đó. Mình kiểm tra lại lệnh. Sau khi mà mình test thì mình thấy hiện tại chức năng này nó không làm việc với cluster. Có nghĩa là sao? Mình đang đặt tên cho nó. Cái trục mắt chính là cái cluster ha.
sau đó thì mình chạy lệnh thì nó hiểu cái này thay thế cho thằng này. Sau đó thì mình sử dụng cái hệ thống là vị trí trục mắc xform trục mắc, sau rồi mình query, xong rồi mình query cái translation của nó, có nghĩa là mình lấy cái vị trí của cluster. Thì khi mà mình lấy vị trí của cluster xong thì khi mà mình test thì mặc dù là nó là ở workspace nhưng mà thực sự nó đang nằm tuốt ở trên này mà cái vị trí của nó 000, mà nếu mà mình vị trí của mình lấy cái thông tin là 000, sau đó mình tạo nguyên một cái đống join thì nó 000, thì 000 ở trục word của nguyên cái đống join thì nó nằm ở đây. Thì hiện tại cái chỗ này khi mà mình query cái, mình delete thằng này đi ha, thì mình query cái vị trí của cái trục mắc ngay chỗ này mà mình query cái translation thì nó sẽ hơi là khó, thì mình nghĩ là mình sẽ query bằng cái khác. Hiện tại mình sẽ mở cái lệnh xform lên để mình kiểm tra, để mình có thể query cái thằng khác của nó được hay không. Thì trong trường hợp này mình cần query để mình coi mình có thể query scale pivot rotation pivot rotation pivot rotation pivot rotation pivot cái tên, nên mình sẽ query cái này. Ok, thì thay vì mình sẽ không lấy cái vị trí workspace của nó nữa mà mình sẽ translation thì rotation pivot của nó equal true. Thì bây giờ mình sẽ test lại cái vị trí của nó một tí xíu. Cái gì mình sẽ để nó trên này, cái mình sẽ chạy cái vị trí này, sau đó thì mình sẽ đi vào cái thằng này, mình query nó và mình coi cái vị trí mới của nó. Vị trí mới của nó hiện tại đang là này rồi, thì mình nghĩ là thay vì mình dùng translation thì mình lấy cái pivot point của nó, là cái pivot point nó là nó sẽ tính theo workspace, thì hy vọng nó sẽ chạy rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái thằng này để mình chuyển nó về vertex, xong mình test nó lại một lần nữa ha. Thì mình chỉ lấy snap join vào vị trí đó thôi. Okay. Chạy ổn. Hiện tại bây giờ join key mình chưa tạo ha. Bây giờ mình thử undo. Sau đó mình tạo join, xong mình query cái vị trí của pivot point. Thì lúc đó các bạn sẽ thấy mình sẽ có một loạt các join nó đã nằm vô cái vị trí của cái pivot point của cái cluster, chứ không phải là vị trí ban đầu của nó. Thì như vậy nó dễ hơn ha. Nhưng mà hiện tại là mình muốn là toàn bộ mỗi cái join này nó sẽ parent vào thì nó sẽ làm việc dễ dàng hơn. Mình sẽ undo lại. Sau đó thì mình cần phải chạy cái lệnh tới là mình sẽ parent cái thằng join ở những cái vertex nào vị trí xuống kia. Thì mình sẽ nói là bây giờ là parent joins trên mí mắt vào từng join ở trục mắt. Ok. Sau đó thì mình sẽ chạy lệnh là parent. Sau đó mình sẽ parent thằng nào là mỗi cái vị trí join ở bên đây. Thì hồi nãy mình nói là cái vị trí join này mình query của nó, mình sẽ lấy tên của nó là joins. Mình sẽ parent cái joins này vào cái joins trục mắc. Ok. Rồi, test. Chuyển qua vertex, lưu hết toàn bộ vào đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ có là thằng nào ra thằng nấy ha. Ok. Thằng nào ra thằng nấy. Và bây giờ mình có thể buy skin một cách rất là dễ dàng. Rồi thì bây giờ các bạn muốn lấy cái lệnh này thì các bạn sẽ thấy nó sẽ tạo ra như thế này. Thì nếu mà các bạn tạo cluster mà hoặc là cái gì đó ở đây thì các bạn nhớ, nếu mà các bạn đổi tên thằng này á thì ngay trong cái script này các bạn cũng đổi tên cho nó tưởng tượng giống vậy ha, thì lúc đó nó sẽ đưa cái vị trí join vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái dummy, joins, và cái join này mình sẽ cho nó là dummy, có nghĩa là dummy joins, có nghĩa là để cho nó lưu cái skin way thôi chứ không có gì hết. Thì giả sử bây giờ mình group tụi nó lại với nhau đi, để khi mà các bạn bung nó ra thì các bạn dễ dàng hơn. Mà khoan đã, trước khi mà mình làm này mình nghĩ là mình sẽ lưu cái video này lại để mình qua cái phần số 3, thì nó sẽ làm cho cái tutorial của mình nó dễ theo dõi hơn. Hẹn các bạn ở video số 3.